Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Hình ảnh trước giờ chưa ai thấy của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương. Phùng Ngọc Huy và Mai Phương phối hợp rất ăn ý với nhau trong công việc, chứ không hề có xích mích gì hay thể hiện bất cứ vấn đề gì về tình cảm, đạo diễn Nguyễn Duy cho biết. Thời gian qua, việc diễn viên Mai Phương qua đời đã khiến công chúng bàng hoàng và đau xót. Trong đó, nhiều người tỏ ra lo lắng cho tương lai của bé Lavi, con gái Mai Phương. Vì chuyện nội bộ khá rối ren nên có rất nhiều ý kiến chỉ trích ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cha ruột bé Lavi. Trước những thông tin này, đạo diễn Nguyễn Duy, người từng đạo diễn MV Bí mật trái tim với sự góp mặt của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, đã lên tiếng trên kênh YouTube của mình. Đạo diễn Nguyễn Duy khẳng định, thời điểm quay MV, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy không còn đi chung với nhau, nhưng cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc con và không có xích mích, bất đồng nào. Phùng Ngọc Huy không phải người bỏ bê con cái như cộng đồng mạng chỉ trích, anh nói. Tôi muốn có đôi lời cùng mọi người sau sự ra đi của diễn viên Mai Phương, một người em gái, đồng nghiệp thân thiết với tôi, cùng bạn trai cô ấy, là ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Cả ba chúng tôi đều đã từng làm việc cùng nhau, đặc biệt trong ca khúc Bí mật trái tim, sản phẩm âm nhạc do chính tôi sáng tác và làm đạo diễn MV. Trong MV này, Mai Phương đóng cặp với Phùng Ngọc Huy, và ai cũng biết nên tôi không nói về nó nữa. Sau khi Mai Phương qua đời, các anh chị em nghệ sĩ đã đưa nhiều thông tin về chuyện gia đình phía sau, về mẹ ruột của Mai Phương và số phận tương lai của bé Lavi, rồi cả chuyện tình cảm giữa Mai Phương với Phùng Ngọc Huy. Có rất nhiều ý kiến, quan điểm khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, lùm xùm hơn. Trong đó, nhiều người quay sang chỉ trích Phùng Ngọc Huy. Vì vậy, tôi muốn nói lên quan điểm của mình về Mai Phương, Phùng Ngọc Huy và bé Lavi để mọi người không hiểu lầm và có ý kiến trái chiều. Thời điểm quay MV Bí mật trái tim diễn ra cách đây 5 năm. Tôi nhớ hôm đó, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương đi hai xe riêng đến phim trường chứ không đi chung. Nhưng trước đấy, cả hai có cùng nhau đưa bé Lavi đi khám bệnh. Tôi thấy thái độ của cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đều rất tốt trong việc chăm con gái. Cả hai cùng đưa con đi khám bệnh và xin phép tôi cho đến muộn. Qua những gì tôi chứng kiến bên ngoài, tôi thấy việc Phùng Ngọc Huy cùng chăm sóc con với Mai Phương là có và tình cảm giữa họ trong công việc rất tốt. Cả hai phối hợp rất ăn ý với nhau trong công việc, chứ không hề có xích mích gì hay thể hiện bất cứ vấn đề gì về tình cảm. Trong quá trình làm việc, cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy rất thân thiết, hòa đồng và vui vẻ với nhau. Họ diễn rất nhập tâm, hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc. Họ cùng nhau đóng những cảnh yêu đương đầy lãng mạn, hóa thân vào một câu chuyện tình đẹp với kết thúc có hậu. Khi quay xong MV, cả Phương và Huy đều rất vui. Tiếp đó, đạo diễn Nguyễn Duy còn đưa lên những hình ảnh hậu trường giữa Mai Phương và Phùng Ngọc Huy khi quay MV. Anh nói thêm, tôi quyết định đưa lên mạng những hình ảnh hậu trường về Mai Phương và Phùng Ngọc Huy để mọi người hiểu rõ hơn về mối quan hệ của cả hai. Đây là những hình ảnh mà trước giờ chưa ai thấy. Việc cộng đồng mạng trách móc chỉ trích người này người kia, tôi không dám bàn. Tôi chỉ nói lên góc nhìn của tôi, từ việc trực tiếp làm việc, người thật, việc thật, với cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Chuyện có sao tôi nói y như vậy. Việc Mai Phương qua đời, tôi thấy đây là sự an nghỉ, an yên dành cho cô ấy. Những chuỗi ngày đau khổ, đau đớn đã kết thúc rồi. Tôi không bất ngờ về chuyện này vì đã đoán trước được, nhưng tôi vẫn buồn. Đạo diễn cho biết. Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của Mai Phương khi mang bầu bên Phùng Ngọc Huy. Trên một trang về showbiz vừa chia sẻ những hình ảnh quý giá với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của nữ diễn viên quá cố bên cạnh người đàn ông mà cô yêu. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, công chúng dồn sự chú ý vào vấn đề ai sẽ bảo hộ bé Lavi và người yêu cũ của cô là Phùng Ngọc Huy sẽ cư xử ra sao để con gái không thiệt thòi. Nhiều thông tin không chính thức nhưng lan truyền khắp mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng đã vội vàng chỉ trích Phùng Ngọc Huy vì cho rằng anh bội bạc với Mai Phương. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ đã dập tan mọi tin đồn bằng việc lên tiếng xác nhận sẽ làm mọi cách để nuôi dạy bé Lavi nên người. Mới đây, trên một trang mạng chuyên về showbiz, gây bất ngờ khi tiết lộ về chuyện tình của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương cùng hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của cả hai. Theo người này, khi Mai Phương mang thai, Phùng Ngọc Huy vẫn chăm sóc và làm tròn trách nhiệm của người cha. Đi kèm là hình ảnh hiếm hoi khi Mai Phương mang bầu chụp cùng với Phùng Ngọc Huy. Khuôn mặt cả hai dạng người hạnh phúc khi được lên chức bố mẹ. Có lẽ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc quý hiếm mà khán giả được thấy trọn vẹn ở họ. Một người chia sẻ, Mai Phương sinh bé Lavi ở bệnh viện Gay A Việt Hàn, quận Tân Bình. Và lúc đó, mình cũng đi làm ở bệnh viện đó. Lúc đầu Phương tới bệnh viện vì gia đình ép bỏ thai, lúc đó Phương đã chia tay với Phùng Ngọc Huy. Phương tới đó cùng với hai sư cô.
Sau khi bác sĩ và hai sư cô tư vấn, khuyên Phương giữ lấy thai, Phương quyết định giữ lấy thai và cả quá trình khám thai tại bệnh viện Việt Hàn. Đến lúc Phương sinh mổ và có mặt Phùng Ngọc Huy. Phùng Ngọc Huy có đóng thêm 2 triệu để cùng vào phòng mổ lúc Phương sinh con. Phương sinh xong thì nằm viện 1 tuần và có Phùng Ngọc Huy và hai sư cô cùng ở đó chăm sóc Phương. Sau sinh về nhà, Phương có nhờ y tá đến nhà tắm bé và lúc này Phương với Phùng Ngọc Huy sống chung trong một căn chung cư thuê sát vách nhà ốc Thanh Vân. Lúc đến tắm bé La Vi, Phương có nói Phùng Ngọc Huy muốn đi Mỹ bằng diện kết hôn và sau đó sẽ làm giấy tờ đón mẹ con Phương qua, nhưng mà Phương không muốn vì Phương yêu nghề, muốn ở lại Việt Nam làm nghề. Và những ai theo dõi Phương đều biết Phương theo Phật, tin ở Đức Phật. Lúc thấy Phương mất, mình vô cùng đau lòng, lần đầu tiên có một nghệ sĩ mất mà mình lại đau lòng đến khóc nghẹn. Và một câu hỏi cứ quẩn quanh mình, tại sao Phương theo Phật mà lúc mất tang lễ làm theo đạo Chúa? Và suốt quá trình mang thai đến sinh nở, không hề thấy mẹ Phương một lần, chỉ sư cô thôi. Lúc đầu mình còn tưởng Phương mồ côi, được sư cô nuôi nữa. Sau khi xem clip và đọc status của chị Ốc là gia đình rối ren nhiều chuyện, thì bây giờ mình đã giải đáp được câu hỏi trong lòng rồi. Vì bà mẹ của Phương, đây là những gì mình biết, mình kể thôi, mong Phương an nghỉ và bé La Vi sẽ có cuộc sống an yên. Hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương, bạn thân còn tiết lộ khả năng phát triển trong tương lai của bé. La Vi trong hình ảnh mới nhất rất vui vẻ và hồn nhiên, bạn thân Mai Phương cho biết hiện tại bé vẫn an toàn. Theo như chia sẻ, nhiều bạn bè inbox cho Taka về nhiều link phản pháo của gia đình sau bài viết Taka đăng tải. Mình sẽ nói đơn giản thế này. 1. Hiện tại La Vi đang tạm thời an toàn. 2. Về những gì đã đăng, Taka sẽ không xóa và sẽ hỗ trợ hết mình cho chính quyền khi cần hỗ trợ thông tin điều tra. Một thông tin nữa là vì sao Trương Bảo Như đến nhà. Phương đã gọi 113 để cầu cứu, nhưng không được nên mới gọi Như báo cảnh sát qua cứu để đưa Phương trở lại bệnh viện. Nếu thực sự Phương không có vấn đề, thì vì sao ông bà 12 cản không cho Như vào? Và nếu không vấn đề, thì Phương đã không gọi điện nhờ bạn đến cứu. 3. Về phía ông bà, nếu các bạn đọc kỹ bài post trước, thì Taka thậm chí còn khuyên Phương đi thử hội thánh 1-2 lần để gia đình bớt căng thẳng và gia đình có thể vui vẻ hơn những ngày cuối đời. Về cơ bản thì ông bà cũng yêu con cháu, chứ không phải không, nhưng sự cuồng tín đã đẩy câu chuyện đi quá xa. Nói thêm là Taka hoàn toàn không bài xích bất kỳ tôn giáo nào nếu tôn giáo hướng thiện và giúp con người sống tốt hơn. Nhưng nếu sự mê tín và cuồng tín làm con người ta không còn hướng thiện thì nên coi lại. Mong muốn không phải là cướp con khỏi tay ông bà, vì ông bà cũng đã mất con, giờ mất cháu cũng rất tội, nhưng hội thánh cần được chính quyền vào cuộc, xem có thuộc cộng đồng tôn giáo công nhận không, và nếu thực sự ông bà cuồng tín, thì cần chữa bệnh. Nên mong muốn đưa La Vi cho gia đình khác, để con được an toàn và phát triển bình thường, là nguyện vọng của Phương. Đương nhiên, ông bà vẫn có thể đến thăm mỗi tuần, hoặc gọi điện mỗi ngày, đến khi ông bà thực sự bình tĩnh trở lại. La Vi rất thích vẽ và hội họa, nặn tượng, tô màu, nên nếu được học ở trường quốc tế mà cô Úc xin tài trợ đến năm 18 tuổi, thì con rất có nhiều khả năng phát triển theo ngành thiết kế đồ họa. Còn nếu như lời bà nói, sẽ cho con nghỉ học để vào học trong hội thánh, thì quá tội cho tương lai của đứa nhỏ. Đây là lần cuối cùng Taka lên tiếng về vấn đề này, không đưa thêm bất kỳ bình luận nào và xin từ chối trả lời phỏng vấn từ toàn thể báo chí, vì mình không có nhu cầu nổi tiếng. Còn thông tin mà mình đưa ra, có tính xác thực hay không? Mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ hỗ trợ hết mình nếu công an cần thu thập thêm bằng chứng để điều tra. Mình yên nhé La Vi, mọi người vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con gái. Phùng Ngọc Huy sẽ không lấy vợ sau khi Mai Phương qua đời. Kể từ khi Mai Phương qua đời, những thông tin bên lề về gia đình, bạn bè cô trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhất cử nhất động của tình cũ Mai Phương, Phùng Ngọc Huy bị dòm ngó rất nhiều. Nam ca sĩ hiểu điều đó, nên hạn chế chia sẻ, trở nên khá kín tiếng. Tuy nhiên, chia sẻ mới đây của Đan Kim, bạn gái tin đồn ở Mỹ của Phùng Ngọc Huy, cho thấy anh chàng rất nặng lòng với Mai Phương. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Đan Kim than thở về tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Điều đáng chú ý là dưới phần bình luận, khi được hỏi, khi nào sẽ tổ chức đám cưới với Phùng Ngọc Huy, Đan Kim thành thật nói, dạ, Huy yêu Mai Phương, và mãi mãi không cưới ai đâu. Bạn không cần hỏi. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, chia sẻ của Đan Kim khiến dư luận rất bất ngờ. Đáp lại, cộng đồng mạng phản ứng khá trái ngược. Có người cho rằng Đan Kim hiểu chuyện, không muốn bị người khác bàn tán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến mỉa mai nữ ca sĩ, đang cư xử kém sang, không nên nhắc đến người đã khuất. Những bình luận chỉ ra, Đan Kim đang giả tạo bởi trước đây cô từng thẳng thừng tuyên bố cướp Phùng Ngọc Huy và không ngần ngại gọi anh là chồng. Cũng phải nói thêm, từ khi Mai Phương qua đời, Đan Kim thường hay chia sẻ về Phùng Ngọc Huy và tình hình của nam ca sĩ trên mạng xã hội.
Cộng đồng mạng tỏ ra không hài lòng vì cô nàng đang phát ngôn thay tình cũ của Mai Phương và cố gây sự chú ý. Đáp lại, Đan Kim cho biết cô chỉ đang muốn giúp Phùng Ngọc Huy giành quyền nuôi con, khẳng định mình không có ý xấu và không muốn giật chồng của ai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.